Hello, xin chào anh em nha. Chúc anh em cả ngày vui vẻ. Hôm nay báo cho anh em một tin vui và một tin buồn. Nói chung tin buồn thì cũng đa số anh em kiểu như cũng có cống hiến cho game. Đó là gói nhân phẩm của chúng ta bình thường là móc 1k với móc mấy trăm á, mình nhớ hay là K8 gì á là có hai copy đúng không? Nhưng mà bây giờ copy thứ hai nào mà móc 2k6 lận. Đồng nghĩa với lại anh em chơi full ba cái sự kiện mặc định và khoảng hơn 3 vòng triệu hồi thú cưng, thì hoặc là chơi mấy trái quỷ thì mấy trái quỷ rất khó rồi, tính triệu hồi thú cưng cho nó rẻ thôi ha, tại vì anh em nhận free nhiều hơn hai cái kia thì tính đâu đó khoảng 3 vòng máy nữa mới được copy anh san thứ hai, thì mình thấy khá là buồn luôn. Làm như vậy mình không biết hiểu sao được cho nhà phát hành nữa, chứ làm quả này không có động lực để mà mua gói nhân phẩm luôn anh em, mặc dù tuần nào kiểu như là thấy ok mình cũng chơi 1k8 hết trơn á, nhưng mà đợt này thì thấy hơi buồn. Thôi kiếm mong mà kiếm được anh sao nó lên 10 sao test cho anh em xem á, đỡ phải hiến ốc bê ha, 2k mảnh ha. Giờ 11 trước đi, có anh sao nào ở đây không vậy? Phải trưởng gì à, buồn dữ à. 10 15 đi, không có luôn anh em ơi, không có anh sao nào luôn á anh em, thiệt luôn á, phải trưởng thiệt, tỷ lệ mở mảnh nữa nè, không ra luôn anh em thấy không, tỷ lệ mở mảnh như nè. Có một cái copy thôi muốn cho lên 2 móc 2k6 nữa, trong khi anh em thấy mình tích đó bao nhiêu mảnh, mảnh đó là mảnh minh mẫn nha, còn cái đây là kiểu như 50% minh mẫn, 50% thông minh đó. Nói chung là cũng thấy tinh thần xem sự kiện xong rồi đi xuống rồi đó. À mà được cái là tin vui á, là cho anh em xem là cái shop trái quỷ vô, cái anh em vô cái shop đồ bộ sưu tập có mua được 2 trái quỷ hết nè, với 80 nè, mình mua mình mở anh em xem luôn ha. Đó đây là tin vui, đang ủi cái tin buồn để mình coi mở được trái gì. Pika Pika Numi để được cái gì đây? Để coi cộng hưởng coi à, bỏ vô hết hả? Trái này được cái gì đây? Ồ, tốc 4%, mỗi thứ 4% hả? Vậy là cũng khoảng được 80 tốc hả? Và 8% miếng trống hả? Rồi trái còn lại là gì? Đừng mở trái gì đó nữa là hay chứ. Cái gì vậy? Ủa, trái đó trái gì á? Đọc không kịp anh em đây. À, trái này là HP, anh em 12% HP và giảm sát thương đánh thường. Cái này muốn cường quá nè. Mình nghĩ cường quá trái này ngon hơn. Ủa, sáu này 211/45 mà không được. Là ní. Là sao nữa? 211/45. Hay là mình có 45 cái? Bậy nữa rồi đó. Thấy sai sai đó. Ủa không lẽ mình có 45 cái đó ta? 211 cái mới đủ hả? Coi lại cái này. Thấy nó tâm lý hôm nay nó à đúng rồi. À vậy là 211 cái mới được, nó là tăng 0,2% hả? Chua thế à, chịu rồi. Thấy mơ ảnh đó đó, nó tin vui cũng báo cho anh em, tin buồn cũng báo cho anh em á. Giờ không biết cái động lực của mình khi mà kiếm anh san thì như nào đó. Ai, quá là buồn. Giờ anh em đừng có phân vân gói chiến trường hay là gói nhân phẩm đó nha. Nếu mà cày chiến trường thì mình nghĩ là mình nên mua gói chiến trường cho nó lẹ, nhân phẩm chơi lên 2k6 mình cũng chịu. Tài nguyên lên 2k6 đâu phải dễ đâu anh em. Đâu phải anh em mình ai cũng phải là một người top tuần nào cũng có thể full sự kiện ha. Cái này mình nghĩ là anh em nào thích đủ dòng á, chơi một lần nhiều nhân phẩm, ví dụ match có nhân phẩm thì mua. Còn bình thường mà anh em thiếu một copy thì anh em mua cũng được bình thường. Còn nếu mà kiểu như anh em tính toán rồi mua mà muốn lãi các kiểu được thì thấy chơi ngon ngon á thì mua, không thì nên mình nghĩ là nên đầu tư cái gói khác nó sẽ ngon hơn. Ví dụ bây giờ mình không mua gói nhân phẩm á, mình đi mua cái gói 30 xu vàng rồi đó, 70 xu bạc rồi một trái ác quỷ hết đó, thì mình thấy nó ổn áp hơn. Gan san lạ lắm. Lần này chắc không lẽ mình test bằng 9 sao trời. Rầu. Tự nhiên mới vô xem thôi á là mình thấy là xuống tinh thần rồi đó. Bây giờ quay kiếm ông thầy dách lên ba ông thầy dách thôi á. Mặc dù ấy này 2k thùng đúng không? Mặc dù anh Kagasu kiểu như là cũng counter thầy dách hơi nhiều thiệt chứ,
Kiểu này là to rồi, hóng bao nhiêu cái hôm nay mất hết tinh thần rồi anh em ạ. Không mà cũng không ảnh hưởng nhiều đâu, hơi buồn xíu thôi chứ vài tuần là quen à. Cái gì lúc đầu cũng vậy, sang chấn tâm lý xíu thôi. Được không thầy dách nè anh em? Phải đợt rồi được ổng thì ngon rồi. Ta được hàng 1 tặng 1 rồi. Ồ đen. Không biết được anh xanh nào không á, không là té chín sao thiệt á anh em. Mở bao nhiêu mảnh đó cả đâu đó cũng khoảng 4k mảnh đó anh em nhỉ. 600 thùng mà không ra chịu rồi, biết sao giờ ai cứu được. Lần đầu tiên chắc từ lúc mà mới lập kênh đó mình cũng test lù 8 sao hay 9 sao gì á. Giờ là anh San, tới anh San. Rồi bị lỗi luôn hay chứ, để mình nào vô lại anh em ơi. Ok, mình vô quay tiếp đây. Mình quay còn K4 nữa không? Hôm qua hóng quá trời, cái hôm nay tự nhiên buồn hiểu buồn hiu luôn à. Chứ bình thường là giờ là chơi K8 nhân phẩm á, anh em là bơm có nhân phẩm vô rồi xong mở mảnh các kiểu rồi ha. Kiểu như là lấy lợi thế ha. Giá như là sớm mình không tò mò mình vô có nhân phẩm á, để mình xem là bây giờ là mình quất có nhân phẩm mình lấy lợi thế rồi anh em ơi, tinh thần giờ phê phới rồi. Kiểu như cái gì biết nhiều quá cũng không tốt. Ây à. Này phải độ cho mọi anh xanh nữa mới vui lên được. Phải độ cho mọi anh xanh á mới vui lên được á. Để mình coi ha. Móc 3k bi vip thì có không? Hình như là không. Coi hình như 3k có đúng không? 5k. Trời ơi 5k mới được mọi anh xanh á. Ây da. Khó chịu người ta. Đâu rồi đâu. Quay không ra chắc khi. Nhưng mà mình không mua cái nhân phẩm thiệt. Buồn đó rồi, không mua đâu. Ai quay tiếp anh em ơi, tí tính này. Rồi chắc cái điểm này mình thấy là không được anh San rồi. Xong cái anh hỏi lên group cái anh em kêu anh San chưa có bỏ vô mảnh hay là thụng cái ngồi khóc luôn á chứ. Hôm qua mình cũng đọc kêu mấy anh em kêu làm clip 30 phút đi xem cho đã. Không biết tinh thần này sao đây, sao lấy lại được đây. Anh San ra cái cho ok con về đi. Cho mình lấy lại tinh thần ấy. Ui lại là ông thầy dách nữa nè anh em. Thôi kệ tạm. Hai ông thầy dách cũng được rồi. Ba ông thầy dách luôn. Ô vãi chưởng à. Mình thì hai ông thầy dách là thấy vui rồi, cũng được rồi. Vui lên một tí rồi. Ba ông thầy dách luôn.
Ok la anh em. Rồi bây giờ mình nhận quà cái. 4 copy anh sàn thôi. Cái này 3 copy đúng không? Ủa? Hai chưa đủ thùng hả? Nè mà copy anh sàn nữa là 4 là anh em. Tài nguyên thì về túi. Xu cái kiểu nè. Để coi được bao nhiêu rồi. Xu 185. 46. Cũng ít ha. Chỉ có triệu hồi túi cưng á, xu này mình thấy gom được nhiều nè. Cái này quay 30 phát lấy 15 xu ta. Cũng hợp lý chứ. Vô nè, hợp lý thì mình làm nè. Thú cưng. Thú cưng, ok. Cái gì lấy thấy hợp lý thì mình làm thôi. 30 xu nè. Ê, mảnh gùa hắc tinh hả? Tới 7 màu ngon ta. Được, được, được. Nhưng mà con tim chưa vui trở lại cho lắm. Ok, đó, 15 xu. Ủa, sai gì hả? Ủa, được rồi mà. Ủa, sao nhận có 5 xu vậy? À đây nè. Nó chậm một tí. Ok. Thôi đi, mình lấy 5k BVIP anh em ơi. Để đi nhận một anh sao nó lên 10 sao, tới 9 sao thì cũng hơi kỳ. Chứ đang gọi là trầm cảm với cái gói nhân phẩm này quá anh em ơi. Đâu rồi, chưa một hàng giờ. Ok. Để mình làm hai gói chưa một hàng giờ là đủ rồi. Đúng không ta. Đợi mình xem cái anh em. Cái nên mua cái gói này. Cái này là được 4k BVIP rồi nè. Hay là thêm hai gói này nữa thôi. Từ. Để mình suy ngẫm. Hai gói đó là 12 xu hả? Thì mà mua gói này á thì được thêm một trái ớt thôi. Để mình mua gói đó luôn đi. Để được một trái ớt nữa anh em. Ồ, anh em kêu đổi súp cỏ hình như không giới hạn hay gì. Ủa? 10 xu bạc ơi. Mua 10 xu bạc hình như được xu vàng hả? Được xu vàng nè anh em. Ồ, ngon á chứ. Ủa, mua xu bạc được luôn xu vàng nè. Ngon nè anh em. Ồ, còn 5 lượt đổi vậy là 15 lượt hả? Ngon gì vậy? Ngon anh em, được thêm mớ tài nguyên anh em. Cỡ này đổi được cái gì không? Này đổi 10 phát coi. Này được 20 bình thường. Rồi tới cái nhiệm vụ chính của mình là đi mua cái gói chiêu mộ đâu rồi. Gửi gói mất tiêu trợ. Đây. Rồi, ok, xong. Hiến máu ủng hộ sinh nhật nhà phát hành đó. Đây, hai gói. 8k BVIP. Đủ luôn. Nó lắc đó ra anh em nên cái quài BVIP chưa có về. Nhưng mà mở hai trái này coi ra cái gì nha. Đừng nói hai trái giống nhau. Ủa, rồi trái quỷ tôi đâu? À, đây nè. Một trái Miko. Trái kia đâu. Đừng có Miko nữa nha. Yumi mà Miko có trái 100 tóc hay không? Umbla. Miko. Cái gì vậy ní? Sao nó lại ra trái này? Mình mở hai trái mà. Nhưng mà cái vô thư ký thư viện là cái lấy cái mảnh hả? Đây nè.
Một trái á thì ra cái này, còn cái này trái xét luôn chí mạng, top 45 à. Ôi vãi trưởng. Nhân phẩm nay không được tốt lắm á ta. Cho anh à. Thôi kệ đi, mới hai trái mà có một trái trùng mày, mình cũng không biết nói gì luôn á. Thôi mục tiêu của mình là vẫn là anh xanh nè. Đâu rồi, trái quỷ của mình tích đuổi như xu rồi ta. Nào đủ rồi chơi anh em ơi, mới được có một vòng mấy à, chưa? Đủ 4 vòng rồi chơi. Nữa mình tích đi, đủ 4 vòng chơi. Đó, có tài nguyên về đó. Ok. Rồi bây giờ là lên test anh San nè anh em ơi. Coi anh San nội sướng không nha. Đâu rồi? Mình đi tìm ảnh cái đây. Có rồi. Ok. Đây đây đây. Mình nhớ hồi xưa vẫn để level 30 mình đã nghe năm đi cho anh em. Hy sinh anh kinh đi, ơi. Dính vị tướng nào vậy? Mình tưởng dính anh san một copy anh san cái khóc á chứ. Mới mới hiến HP để kiếm đủ anh san lên 10 sao á. Thế nhìn cái gói nhân phẩm là kiểu như nó hết hộp gu với mình rồi. Giờ 10 sao 10 sao. Anh san 10 sao tới chơi. 9 sao 10 sao nó lệch cái là nó lệch cái ulti á anh em. Cái nổ. Rồi đúng là cái nội. Hay có con rùa, mình có con rùa ngon lắm á. Không phải, con khủng long ba sừng chứ. Rồi, tới công chuyện ha. Cái này kiếm cái bói vật nào mà mới vô mà có nộ nữa đó. Cho anh xài đây, đây, đây. Nộ công nữa nè, trời ơi. Hết nước chấm. Công, ừ, cống, ừ. Hay, hết nước chấm luôn. Rồi vậy là được rồi đúng không? Bét rồi đúng không? Rồi vô gắn Vega nữa là được rồi đúng không? Rồi. Ây da. Ok. Ồ nhìn. Nhìn cái tư thế này ngầu thiệt anh em ơi. Nhưng mà mình thấy cái nộ. Ngày qua xem cái clip rồi. Thấy cái nộ của anh hơi phèn. Nhưng mà nhìn cái tư thế này ngầu thiệt. Tóc máu à. Lấy cái dòng nào đẹp đẹp lấy thôi chứ. Nè sẽ đương chiếc mạng cái kiểu ha. Rồi test ảnh coi như nào ha. 10 sao ha. Ủa cái dòng công nè. Tới lượt ảnh chắc nộ 3 phát á nè. Chưa lên G4 chắc nộ được 3 phát á. Đấy có hai dòng hai viên tóc luôn ha. Ghê vậy. Mà tầm này 10 sao thì tóc cuối rồi. Sau cùng rồi. Ok. Chúng ta chuẩn bị lên nhạc qua quẩy rồi nó 1.000.000 năm công cái kiểu ha, co bé xịn cái kiểu là điểu luôn ha. Rồi á chuẩn bị vô á thầy dắt nè. Rồi trời ơi, đúng bài chơi anh san đâu, anh san đâu, lên nhạc liền á chứ. Ủa tự nhiên bỏ đồ của gia nghe rồi. Tạm tạm sương sương này đi anh em ơi. Ok, vô. Vô rồi, mới vô bị khiêu khích luôn, gặp gà gót luôn, thôi bỏ qua đi. Mình mới vô là thấy khiêu khích là không vui rồi. Ok. Chúng ta gặp Sugar. Anh Bato nè, búp cho cái nè. Trời ơi. Ảnh cái đầy cây nộ luôn. Ủa này dính cái mũ không có búp nộ được nhưng mà không sao vẫn đầy cây anh em ơi. Coi anh san nộ 3 phát nha anh em. Mới vô đều 3 phát nè, 3 phát nộ nè. Anh gấu đen sao?
Hồi hồi, ba phát đà, bộ phát đà. Xíu, trời ơi, cái gì vậy? Nhìn sát thương kìa, hai phát đà. Đó, thấm thấm rồi đó, ba phát đà. Ồ, bốn phát là. Ui, năm phát nè. Vãi chừng năm phát. Ủa? Vãi chưởng thì anh em ơi, mới vô nợ 5 phát. Rồi rồi rồi, vãi chưởng chưa? Ế này phải bỏ ông thầy đánh xuống, bỏ chị đẹp lên. Mới vô nợ 5 phát là thấy bị ghê đó anh em. Tiếp. Để chị đẹp đi. Rồi. Ủa nè. Mới vô mình thấy là đợ 5 phát là uy tín rồi nha anh em. Ok, vô. Tiếp tục. Sugar nọ được ha. Nhưng không sao, anh sao anh mới vô nọ 5 phát. Ủa vậy là có khi là tính dư cái nọ có tính không vậy? Ủa anh sao anh ơi, chuẩn bị anh trai. Chiu, bọt phát. Hai phát. Hồi nọ phải nói liên tục anh em ơi, mà sát thương chưa có đã. Ui, nhưng mà có mục tiêu sắp bị lụm rồi hả? Nhưng bên kia không có nhúc nhích. Để mình go qua lượt thứ hai sao? Tầm này có chị đẹp bỏ lên á, bả hồi sinh các kiểu đồ được. Bên kia vẫn có chị bo nó, nhưng mà bên kia vẫn gây khó chịu mình á. Anh sai mình chưa chơi thoải mái được á anh em. Qua lượt 3 rồi. Ủa mình nhớ có hai lượt mà, cái hoa vũ cũng có hai lượt mà lượt 3 vẫn có là sao? Nè anh sai nè, một phát nè. Ôi pha này được cũng phát anh em ơi, hết rồi, hết nọ rồi. Ui hồi sinh cái đầy cây. Vai trưởng hồi sinh cái full nổ hết luôn anh em. Kìa hồi sinh cái full nổ hết luôn kìa, đã vậy. Ba tô nè ha. Chị đẹp nè ha. Lên HP nè ha. Rồi anh trai đâu rồi, chuẩn bị anh trai. Chuẩn bị là mấy phát anh trai. Rồi anh trai ơi, chuẩn bị một phát nè ha. Bên kia kiểu như lung lai anh em. Nhưng mà HP mình thấy nó không có nhiều. Chắc tại 10 sao à. Nè, chị đẹp là nhưng mà chút xíu chiêu HP. Nhưng mà hoa này lụm được chị đẹp không vậy? Y được nè anh em. Ui bên kia không có xin luôn à. Kệ thêm pha nữa kìa. Chiêu chiêu à. Cái gì vậy? Nổ liên tục luôn ấy, gọi là liên quan nổ luôn kìa. Cái gì vậy? Vãi chưởng thiệt. Nổ phải nói là liên tục gọi bên kia hồi sinh lại kìa. Nó xong rồi bên kia hồi sinh lại. Mình thấy nọ ghê á. Nói chung là nọ ghê bút khiên cho đồng minh đồ kiểu á. Nhưng mà không thấy khiên đâu ta. Hay là mà bị khóa hết rồi. Mình thấy anh sao nọ là có khiên mà anh em nè. Đó, có khiên giống EV không? Hay là dính cái mũ không tạo khiên được nha. Anh em đừng quên điều đó. Mũ sugar gây khó chịu á. Thôi mình sẽ đi test cái đồ hình khác đi. Nhìn cái đội hình này có mấy con tướng bướp bướp khó chịu, nhìn ghét quá. À đây đội hình bên đây không có nè. Rồi thử anh em. Phải cho chơi game thoải mái rồi, mình xem sức mạnh của anh Sanh coi như nào. Nè anh Butter vô. Shiki ha. Anh Sanh mình mới vô đầy cái nộ nè. Đã luôn anh chứ. Chị đẹp búp cho cái nữa dư nộ luôn. Hỏi coi anh Sanh nộ coi, liên quan nộ thôi. Không biết mà có tích nộ được như anh Ranky không. Nếu mà tích nộ được như anh Ranky mới vô cho anh ca nộ anh em. Nộ vô làm cho anh chục phát. Chơi mình luôn á chứ. Để coi như nào ha. Coi tới lượt anh Sanh coi.
Mình thấy anh Siki chơi không vậy, anh sao anh dính khống chế rồi? Chưa mà, đâu có phải đâu, bên kia còn ai đâu khống chế ta. Nè, chuẩn bị anh sao đâu rồi, chơi mấy cái pha mà xuyên miễn nhiễm các kiểu hình như là có 30% tỷ lệ đúng không anh em? Tại vì chưa có Goma đây là một phát nè. Xíu xíu xíu. Cảm giác. Đây hai phát nè, nhúng với thắt B nè. Phát thứ ba. Ghê chưa? Skill phát thứ tư người ta đi hết rồi, phát thứ năm người ta đi hết rồi, anh còn ấy nữa kìa. Ghê rồi anh em, bốn tổ mấy. Anh nghe được như sát thương. 52 triệu. 52 triệu. Xem như mình chưa biết gì đi, mình chưa thấy gì đi. Đây, kìa để kiếm cái tiêu nào nó dễ chịu xíu anh em mình test nè. Có thầy dách mẹ lớn cái kiểu ha. Test anh em xem ha. Nay kiểu như thấy cũng hơi buồn buồn, có nhân phẩm mong là nhà phát hành lắng nghe ý kiến của anh em mà feed lại. Thật ra anh em trong nhóm mình hay trong group thì nhiều anh em cũng bức xúc lắm chứ bộ. Không phải riêng mình, 2K6 đồng nghĩa chứ là anh em kiểu như là chơi Power Match 4 cái sự kiện á. Anh em nghĩ 4 cái sự kiện hoặc như tài nguyên bình thường 3 sự kiện anh em có thể chơi đúng không? Nhưng mà phải gói nhân phẩm là phải tốn HP để mua mà, để được mấy cái món ẩn mà, chứ đâu có phải là móc đầu free đâu. Mà móc 2K6 thì hơi quá đáng anh em. Đây anh xa nọ thì mình thấy cũng chất lượng thôi chứ. Nè. Xíu xíu xíu. Nhưng mà bên kia mình xin lên cái xong rồi. Đó, những cái mũ thì ảnh nó có búp khiên được nha anh em. Tính ra bây giờ con nào cũng búp cho đồng đội hết, gặp Sugar kiểu như là phải trưởng luôn chứ. Mẹ lớn bả quánh đau đau chứ mà chị đẹp vẫn hồi sinh được, ok. Được Kuya. Anh San thì pha này được nhiêu rồi, 130 nộ hả? Nộ được hai phát không biết. Ôi gần 200 nộ nè, cái này lên 200 mấy rồi. Ôi này gần 300 nộ nè. Ui một phát nè. Ui mất thành viên bên kia hai phát nè. Ủa hai phát à anh em ơi. Đúng hai phát luôn, hết nộ rồi. 200 nộ được hai phát. Bị phá cái nội tại nữa nè. Idol Kuya bên kia khống chế cái kiểu được ha. Ở này chắc xong rồi ha. Mình thấy anh San nộ nhiều đẹp đó, vui đó, nhưng mà cái hiệu quả ảnh nộ thì chưa thấy nhiều, có lẽ là do mình 10 sao chưa lên công nhiều, với lại chưa lên G4. Công mình thì mình để có 1 triệu mấy à, kiểu như gần như là mặc định luôn á chứ. Không biết cổ mấy top giờ anh San sao, khỏe không, cân hết tim được không? Nè, đó, quấn cái hồi sinh luôn kìa, ghê thiệt chứ. Quấn phát idol của Giang hồi sinh luôn kìa. Đó, ghê bộ. Ở cái này khoảng 10 triệu công khỏe anh em ơi. Nhưng mà tính ra càng ngày Sugar càng ngon ha, vị tướng nào cũng có búp. Búp cho đồng đội hết. Sugar phá hết. Rồi đồ Kuyan để khống chế vô phát nữa chịu rồi, xét thương cho 70 củ. Anh sang nghe được chính vậy xét thương. Rồi đừng có cho tôi xây mấy cái xuống xét thương này nữa. Nhìn nó cứ phản cảm sao. Thôi hôm nay xin phép với anh em sẽ làm clip tới đây nha. Trời ơi, clip 29 phút rồi. Cũng như đúng ý nguyện của anh em, clip 30 phút ha. Thì anh em nhớ like và đăng ký và comment ủng hộ mình nha. Xin chào anh em, hẹn anh em vào những clip tiếp theo. Cảm ơn anh em Quyết Dèo, xin chào anh em.